Vâng, với video tiếp theo thì bên em lại tiếp tục test thử một cặp loa PK có mã số là PS660. Dòng này nó được sở hữu một bát 25 và hai tép. Thiết kế của nó thì rất chi là đẹp. Về cái màu sắc hay về cái chất âm của nó thì cũng tương đồng dòng BMW 450V nha các bác nhé. Chất âm của nó thì cũng so sánh cũng ngang ngửa 9/10 so với dòng BMW 450 như nó được cái ưu điểm này. Giá, về cái giá của nó thì rất chi là rẻ. Báo giá các bác thì sản phẩm này thì có giá vào 3.200.000 tại cửa hàng nhé các bác nhé. Chất âm của nó thì rất chi tuyệt vời rồi, và thương hiệu của Nhật và cũng được sản xuất tại Nhật. Với những sản phẩm bên em lau chùi vệ sinh sơ qua nó được đẹp như thế này đây, rất đẹp nhé, màu cũng ghi sáng như dòng 450V. Công suất của nó thì cũng đạt đến 450W và trở kháng là 8 ohm. Và một cặp loa này em test cho một bác khách, bác ở Vĩnh Phúc, bác cũng đã tin tưởng vào bên cửa hàng một cặp loa này. Giờ đây em sẽ test thử chất âm để mời toàn thể các bác thưởng thức cái chất âm của dòng BK. BK nó là dòng rất xin nổi tiếng và thương hiệu. Chất âm nó quá tuyệt vời luôn. Chất âm của dòng BK thương hiệu của Nhật này thì chất âm của nó rất xì tuyệt vời, tiếng sống nó đánh rất xì đậm nhé, tép thì rất tơi và rất ngọt ngào nhé. Dòng tép của dòng BK này nó cũng tương đồng dòng của 450V nên là chất âm của nó thì các bác khỏi phải suy nghĩ rồi, mà giá của nó thì rất xì là rẻ nhé. Nhắc lại các bác 3.200.000, giá đúng là ngang với dòng là loa Việt Nam, nhưng mà đây nó là loa bại xịn nhé, chất âm cực phê luôn. Và các bác có nhu cầu về những sản phẩm nghe nhạc hát karaoke của dòng BK này thì các bác cứ liên hệ với Cao Trung qua số điện thoại 0963 101 38 hoặc 0962 355 39, bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và giờ đây em xin phép tạm dừng video, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.